Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3, âm lịch là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Thì Tuấn Anh xin kính chúc tất cả mọi người có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc, an toàn bên gia đình, bên người thân, bạn bè. Và sau cái kỳ nghỉ lễ này thì sẽ là đến một cái kỳ nghỉ lễ dài hơn một chút, đó là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Thì Tuấn Anh cũng lại lên sóng review cho tất cả những cái mẫu xe bên em. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu mua xe, xem xe, trải nghiệm xe, có thể là mua xe để đi trong dịp du lịch kịp thời, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để cập nhật thêm. Các bạn có nhu cầu xem xe hay là ưng mẫu xe nào, có thể chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo cho em. Em sẽ gửi cho các bạn video clip chi tiết về tất cả cái dòng xe bên em. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin đi báo giá cho tất cả mọi người về một loạt những cái dòng xe mà bên em đang có. Thì hôm nay thì có thêm mấy chiếc mẫu về đây. Đầu tiên đây là một chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2010, biển 16L3202, sơn xi màu bạc. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 168 triệu đồng, bản đủ, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Một chiếc Hyundai Getz với giá chỉ có 168 triệu thôi. 168 triệu một chiếc xe Hyundai Getz bản đủ. Đấy, biển Hải Phòng, nội thất lì, khóa khiển. Đấy, bô lăng gật gù, hệ thống túi khí đầy đủ hết. Đấy. 168 triệu thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Getz 2010. Đấy. Rất là đẹp như thế này. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2007, phiên bản số sàn. Trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Thanh Hóa. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 262 triệu. Vâng, tại cái video này thì Tuấn Anh chỉ đi báo giá cho tất cả mọi người. Anh chị em và các bạn có nhu cầu qua về biển số, đời xe và giá xe bản gì, và các bạn có nhu cầu thì cứ chụp ảnh hình gửi cho em. Em sẽ gửi cho các bạn video clip chi tiết về từng chiếc xe một nhé. Với chiếc xe này là Innova 2007 bản G xe gia đình với giá là 262 triệu. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.25 với giá chỉ có 199 triệu đồng, biển 18A05212, sơn xi màu bạc. 199 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Kia Morning số sàn 1.25 bản tiêu chuẩn. Đấy, con này thì nó qua dịch vụ rồi. Đấy, chỉ với 199 triệu đồng thôi. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2014 bản G. Lưng form như E và G. Bản G thì thực ra thì nó chỉ thiếu vài thứ thôi, cũng có đầy đủ ABS và túi khí. Đấy, an toàn. Biển 30G35927, sơn xi màu vàng cát. Và giá bán là 368 triệu. Hôm nay thì em cũng thể về thêm một chiếc 2015 nữa bản G như này. Em đang cho tỉa một tí sơn đít. Đấy. 368 triệu một chiếc Vios, một chiếc Innova 2014 bản G, form 2015, rất là đẹp, biển Hà Nội. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Carens sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản đủ cửa lóc, ghế điện, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống túi khí đầy đủ, màn hình Android to phạc, với giá tiền là 278 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một chiếc Kia Carens 2011, 7 chỗ ngồi, đăng kiểm mới tinh, biển Quảng Ninh, màu vàng cát các bạn nhé, máy 2.0 cửa lóc. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2006, phiên bản số sàn, bản G xịn, xe gia đình, tư nhân, biển Hà Nội, 30A56641, sơn xi màu bạc. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 252 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Innova G xịn 2006 bản 2.0 số sàn bản G. Một chiếc Ford Transit 2008 phiên bản số sàn, máy 2.5, máy dầu. Xe thì là một chiếc xe tải van đời 2008, tải trọng 1 tấn 1 cho đến 1 tấn 3. Con này thì đăng kiểm dài đến tháng 8 năm 2021. Giá tiền là 165 triệu đồng. Xe chở 3 chỗ ngồi, thùng đằng sau chở một tải hàng nhé, khoảng 1 tấn 3 gì đấy. Con đằng sau kia là 209, con đấy cũng biển là Hà Nội.
Con đấy thì 170 triệu đồng. Vâng, đợt 209 và một chiếc 208. Tiếp theo là một chiếc Kia Carian 1.6 2010 tên tư nhân biển Hà Nội 30F17125 sơ si màu bạc. Với chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng thì anh chị và các bạn đã sở hữu được một chiếc Kia Carian 2010 số sàn 1.6 7 chỗ ngồi. Đó, một chiếc xe rất là tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào tầm 8 lít trên 100 km. Một chiếc xe tư nhân biển Hà Nội màu bạc rất là đẹp. Số sàn các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2010 phiên bản số sàn, một chiếc xe gia đình không taxi không dịch vụ, biển 99A12501 sơ si màu bạc. Chiếc xe này là bản G xịn xe gia đình biển Bắc Linh với giá là 308 triệu cho một chiếc Innova 2010. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova đời 2012 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản E xịn xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Với chiếc xe này hiện tại bên em đang bán 345 triệu đồng. Bản E xịn, một chiếc xe tư nhân biển Hà Nội. Với chiếc xe thì trước đây nó cũng qua dịch vụ rồi, nhưng mà giờ thì về tên tư nhân, xe rất đẹp và chắc. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2003 và đăng ký lần đầu 2008, số tự động máy dầu 2.0 bản cửa lóc, biển 98A34003 sơn si màu đen. Với chiếc xe này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 248 triệu đồng. Một chiếc Santa Fe Gold 7 chỗ ngồi, máy dầu số tự động bản 2.0 cửa lóc ghế điện. Đó. Đời 2003 và đang đánh lần đầu 2008 các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Carian sản xuất năm 2011 phiên bản số sàn, máy 2.0 bản đủ cửa lóc số sàn. Điều hòa tự động đời cao, 7 chỗ ngồi, biển 90A02546 sơn si màu xám ghi. Đăng kiểm dài đến tháng 11 năm 2021, giá tiền là 272 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Kia Carian nữa đời 2009 phiên bản số tự động, trang bị động cơ là 2.0 bản đủ cửa lóc. Đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2021, một chiếc Carian 209 số tự động 2.0, biển 88A23947 sơn si màu đen. Chiếc xe này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán là 292 triệu đồng. Vâng. Một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2006 phiên bản số sàn, bản G xịn xe gia đình, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hà Nội 20I6815. Chiếc xe này hiện tại bên đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2006 bản G xịn xe gia đình. Đấy. Tiếp theo cũng là một chiếc xe gia đình biển Hà Nội màu đen, đó là một chiếc Toyota Innova 2006 phiên bản số sàn, trang bị động cơ 2.0 biển Hà Nội 30A44290 sơn si màu đen. Với chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 252 triệu đồng. 252 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Innova 2006 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn. Vâng, tiếp theo là một chiếc xe Toyota Innova Vios, Toyota Vios sản xuất năm 2014 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản E xịn. Chiếc xe này thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Bản đủ đấy. ABS và túi khí đầy đủ hết các bạn nhé. Giá tiền là 325 triệu. Bên em sẽ hỗ trợ cho các bạn về thủ tục sang tên đổi chủ. 325 triệu màu đen. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova hàng kịch độc đời 2008 phiên bản số sàn, biển 17A14468 sơn si màu bạc, hàng kịch độc nhé. Xe rất là đẹp và căng đét. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá là 278 triệu đồng. 278 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Innova 2008 số sàn bảng G xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Thái Bình, biển số rất đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo là một chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2008 phiên bản số sàn, máy 1.8, biển 36A07722. Chiếc xe này thì trang bị động cơ hộp số sàn nhé, máy 1.8 bản đủ, túi khí ABS đầy đủ hết các bạn nhé. Một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ, giá tiền 265 triệu đồng. Một chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất năm 2003 số tự động, máy 1.6, với cái tầm tiền thì chưa đến 200 triệu thì các bạn đã sở hữu một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, máy Nhật đời 2003, biển Hà Nội
Con này số tự động chạy rất là lành, 1.6 khá tiết kiệm, với giá chỉ có 175 triệu đồng thôi. Một chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2004, số tự động máy 1.6. Chiếc xe thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Ngày bán 215 triệu đồng, số tự động máy 1.6. Một chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2004, số tự động máy 1.6, rất là đẹp, màu vàng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios 2014 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.3 bản Z. Con này thì trang bị hệ thống túi khí đầy đủ hết các bạn nhé, la đăng đúc. Với cái dòng bản Z này nó chỉ thiếu mỗi ABS đằng sau, cộng với lại cái gương của nó là gương chỉnh tay, thì bây giờ đã lên gương chỉnh điện hết rồi. Còn đâu tất cả như bản E. Và chiếc xe này trang bị động cơ 1.3, khá là tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì zin hết 100% nhé. Màu trắng, biển Đồng Nai, biển số rất đẹp luôn. Với giá bán là 295 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ. Tiếp theo là một chiếc Cruise 2010 phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.6, bản đủ, xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Lào Cai. Con này thì số sàn các bạn nhé, form dáng rất là đẹp. Và giá tiền bên em đang bán là 242 triệu. 242 triệu các bạn đã sở hữu chiếc Cruise 2010. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014 phiên bản số sàn, bản đủ, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, biển 15A17487, sơn xi màu đen. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 235 triệu đồng. Và tiếp theo cũng là một chiếc i10 bản đủ 2015, bản đủ 24 đăng ký 25, bản đủ, máy 1.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, với giá tiền là 235 triệu đồng. Và một chiếc i10 đời 2017 số sàn, máy 1.0, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển Bắc Giang, 98A15907, sơn xi màu bạc. Cái xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 269 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2008 số sàn, máy 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 38A3234278, sơn xi màu bạc. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán giá 150 triệu đồng. 150 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Hyundai Getz 2008 số sàn, xe nhập khẩu. Ở trong đây thì còn rất nhiều các dòng xe tiếp tục, thì Tuấn Anh lại quay cho các bạn. Sau chiếc i10 bản màu bạc này là một chiếc i10 màu trắng đời 2014 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, bản đủ, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A17302, với giá 235 triệu đồng. Bên em đang có cắt lỗ sập sàn cho mọi người. Các bạn chỉ cần alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Hải Phòng, các bạn sẽ có giá tốt nhất và hợp lý nhất cho các bạn, đúng không ạ? Một chiếc i10 2016 sedan 2 đầu, máy 1.2, bản đủ, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A25382, sơn xi màu trắng, biển Hải Phòng, tên tư nhân, giá tiền là 302 triệu đồng. 302 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc i10 2016, xe rất là đẹp, sedan 2 đầu, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng các bạn nhé. Một chiếc Kia Morning 2011 đăng ký lần đầu 2013, nhập khẩu, số tự động, full cửa lock, bản đủ của dòng Kia Morning, biển 15A06261, số tự động. Con này thì bên em đang bán là 298 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning nhập khẩu 2011, bản full clutch các bạn nhé. Đấy, đề lỗ điều hòa tự động. Đấy, đèn nét ban ngày la đăng đúc đầy đủ hết các bạn nhé. Chất xe nhập khẩu rất là ok, màu kem bơ, biển Hải Phòng. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2016, bản sedan 2 đầu, máy 1.2. Con này là bản thiếu nhé, bản thiếu, lên la răng rất là đẹp. Và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 262 triệu đồng. Có phải 262 triệu đồng, máy 1.2, sedan 2 đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo Gencha sản xuất năm 2009 phiên bản số sàn, máy 1.5, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển 37A của tỉnh Nghệ An, sơn xi màu đen. Và chiếc xe này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 158 triệu đồng.
158 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc xe Daewoo Gencha 2009 số sang. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 2016 phiên bản số sàn, bản đủ xe gia đình, máy 1.2, tư nhân chính chủ biển Thái Bình, 17A2644. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 302 triệu đồng. Đấy, màu bạc các bạn nhé, màu bạc, màu trắng có hết các bạn nhé. Sedan hai đầu, bản đủ, máy 1.2. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Chevrolet Aveo sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.5, biển 99A04709, sơn xi màu đen. Với chiếc xe này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với giá là 212 triệu đồng. Một chiếc sedan hai đầu, thương hiệu đến từ Mỹ, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Máy 1.5. Một chiếc xe chính chủ. Một chiếc xe chính chủ biển của tỉnh Bắc Ninh. 212 triệu đồng các bạn nhé. Một chiếc Aveo đời cao số sàn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova 2014. Phiên bản số sàn, bản E xịn, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Với chiếc xe này hiện tại bên đang bán là 408 triệu. Các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Toyota Innova 2014 bản E xe gia đình nhé, form mới. Một chiếc Innova 2007 phiên bản số sàn, trang bị động cơ 2.0 bản G xịn xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, 30F49039, sơn xi màu bạc. Con này hiện tại bên đang bán là 262 triệu đồng. 262 triệu đồng các bạn đã sở hữu chiếc xe này. Tiếp theo là một chiếc Toyota JGL sản xuất năm 2005, phiên bản số sàn, máy 1.8, bản GL xịn, biển 11A00786, đăng kiểm đến tháng 15/2021. Và giá tiền hiện tại bên đang bán chiếc xe này là 185 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Carian 2009, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản đủ cửa lóc xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, đăng kiểm dài đến tháng 6/2021, biển Hà Nội, với giá 248 triệu đồng. Một chiếc Ford Everest máy dầu một cầu số tự động đời 2011, phiên bản số tự động form mới, máy điện, 86A12275, sơn xi màu đỏ. Với chiếc xe này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán giá là 426 triệu đồng. 426 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc xe Ford Everest máy dầu một cầu số tự động các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Innova 2007 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, tên tư nhân biển Hà Nội, 28A30A22892, sơn xi màu bạc. Giá tiền bên em đang bán là 255 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Carian số tự động đời 2011, phiên bản số tự động, máy 2.0, bản đủ cửa lóc ghế điện, điều hòa tự động, biển 89A24398, sơn xi màu bạc. Con này hiện tại bên em đang bán 319 triệu đồng. Một chiếc Toyota Innova 2007 bản di lưng phun như G đời 2007, máy 2.0, điều hòa 3 dàn, bô lăng 4 chấu, la đăng đúc, gương kính chỉnh điện, biển 17, với giá tiền là 199 triệu đồng. Vâng, bớt thoải mái, bớt tẹt ga khi đến xem xe. Vâng, tiếp theo thì sang cái dàn bên kia thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cập nhật thêm. Quý vị và các bạn xem video của em đừng quên bấm cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả cái dòng xe mới về bên em. Vâng, tiếp theo sang bên đây thì chúng ta sẽ đến với hai chiếc Toyota Vios bản G đời 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.3 bản G. Xe tên tư nhân hết, biển Hải Phòng hết các bạn nhé. Một con là 301 và một con là 298 triệu. Chiếc biển 15A13301 này, 214 bản G, tên tư nhân, biển Hải Phòng, 298 triệu đồng. Và chiếc này cũng thế, 301 triệu đồng, đều là bản G, tên tư nhân, biển Hải Phòng, trước đây có qua dịch vụ. Một chiếc Hyundai Grand i10 2015 phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.2, sedan hai đầu, biển 17A10566, sơ xi màu trắng, xe gia đình, tư nhân, biển Hải Thái Bình. Một chiếc xe không khoa đục, không taxi, không dịch vụ, máy gầm đại chất, âm thanh hay, màn hình đâm cam lùi đầy đủ hết, đèn gầm siêu sáng, với giá đăng kiểm dài và giá thì chỉ có 292 triệu đồng thôi. Một chiếc Corolla G 1.3 biển 29A7068 sơn xi màu trắng. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 89 triệu đồng, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển và bớt nhiệt tình cho tất cả mọi người.
Tiếp theo là một chiếc Mazda 323 sản xuất năm 2004. 2003 đăng ký lần đầu 2004, phiên bản số sàn, máy 1.6, biển Hà Tĩnh 38A07787, sơ xi màu đen, giá tiền 133 triệu đồng thì đã vào rút hồ sơ. Một chiếc BMW đời 2004. Đấy. Con này thì đang bán là 170 mấy triệu, số tự động. BMW, một chiếc xe chỉ có chưa đến 200 triệu các bạn đã sở hữu chiếc xe như thế này. Rất là đẹp. Vâng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu 2011. Phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.1. Đấy. Một chiếc xe tên tư nhân biển Tuyên Quang, giá tiền bên em đang bán 175 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động, máy 1.0, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hải Phòng, nữ bác sĩ đi, xe rất đẹp, màu ok, đăng kiểm dài 1 năm, zin hết 100%, giá tiền là 342 triệu đồng. Một chiếc i10 2014, số tự động các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, rất là đẹp. Tiếp theo là một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, máy 1.8, bản đủ G 92A11457, sơn xi màu đen. Giá tiền bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có 275 triệu đồng thôi. 275 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc xe Corolla Altis sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, máy 1.8. Một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn, máy 1.5, bản limo lưng phun như kịch như e. Giá tiền bên em đang bán là 209 triệu đồng, bao vào tên cho tất cả các địa chỉ của bạn. Đấy, máy 1.5 các bạn nhé. Một chiếc Toyota Wigo sản xuất năm 2018, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc của Indonesia, biển 12A10570, sơ xi màu đen, một chủ từ đầu biển Lạng Sơn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. 288 triệu đồng bên em bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển và hỗ trợ trả góp. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.0, xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Lạng Sơn, 12A04490, sơn xi màu bạc. Cái này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 258 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay chiếc i10 này. Và bên cạnh đây là một chiếc i10 cuối cùng, một chiếc i10 bản thiếu 2015, biển Hải Phòng, màu trắng xịn. Con này bán 210 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ vào tên cho mọi người. Anh chị em và các bạn có nhu cầu xem xe, mua xe, trải nghiệm xe, có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, để có thể là xem xe và trải nghiệm xe. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của chương trình.